khi các vận động viên bước lên bục nhận huy chương tại Olympic năm nay. Dấu ấn của vật liệu tái chế được thể hiện rất rõ nét. Gần 80 tấn thiết bị điện tử cũ đã được thu gom để chiết xuất vàng, bạc, đồng cho việc sản xuất huy chương. Trong khi đó, những chiếc bục trao thưởng cũng được làm từ rác thải nhựa. Chúng tôi đã kêu gọi người dân Nhật Bản quyên góp các thiết bị điện tử đã qua sử dụng để có thể chiết xuất kim loại, nấu chảy và làm ra những chiếc huy chương. Chúng tôi cũng thu gom rác thải nhựa tái chế do người dân quyên góp và rác thải đại dương để làm ra 98 chiếc bục trao huy chương. Không chỉ dừng lại ở đó, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 còn thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn đi xa hơn khi cam kết 99% số hàng hóa được mua sắm cho Thế vận hội sẽ không bị lãng phí. Những chiếc giường làm bằng các tông cho các vận động viên sẽ được tái chế, trong khi số gỗ dùng để xây dựng làng Olympic sẽ được tái sử dụng trong các công trình xây dựng. Ban tổ chức cũng cho biết đã thuê hàng chục nghìn thiết bị điện tử, bàn ghế, đồ đạc để phục vụ Olympic thay vì mua mới nhằm tránh lãng phí. Đối với chính sách mua sắm, Olympic lần này đã cho thấy cách thức đảm bảo tính bền vững. Nó có thể đóng vai trò là một hình mẫu đối với người dân Nhật Bản. Một đặc điểm nổi bật khác là nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Olympic Tokyo 2020 là lần đầu tiên năng lượng hydro được sử dụng rộng rãi như một phần cam kết về việc tạo dựng một nền kinh tế xanh sạch. Chúng tôi sử dụng năng lượng hydro theo nhiều cách khác nhau, từ đội xe 500 chiếc chạy bằng pin nhiên liệu hydro được cung cấp bởi Toyota, đối tác của giải đấu, cho tới việc thắp sáng ngọn đuốc và vạc lửa của Thế vận hội hay cung cấp nhiên liệu cho làng vận động viên Olympic. Ước tính, giải đấu năm nay sẽ tạo ra khoảng 2,73 triệu tấn khí thải carbon. Lượng carbon này sẽ được bù đắp bằng các nỗ lực giảm thiểu khí thải từ hơn 200 công ty Nhật Bản tham gia chương trình tín chỉ năng lượng xanh. Ban tổ chức Olympic tin tưởng sẽ thu thập đủ số tín chỉ để giải đấu năm nay thực sự là một kỳ Thế vận hội không phát thải và là hình mẫu cho các giải đấu trong tương lai.